Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 11 năm 2014. Chương trình có những nội dung chính sau. Phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Tin trong nước, hội thảo hợp tác Việt Nhật trong nông nghiệp. Tai nạn giao thông và nỗi đau còn lại. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung, tỉnh Vĩnh Long nói riêng đã và đang khẳng định vai trò của mình trong việc tuyên truyền, quy động sức dân, thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa và các phong trào khác của địa phương. Tuy nhiên, khối đại đoàn kết ấy chỉ được tăng cường một khi dân chủ thực sự được phát huy, hay nói khác hơn là khi Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt chức năng quan trọng là giám sát và phản biện xã hội. Lâu nay, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ người cao tuổi tới cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên luôn được xem là nơi thu thập tiếng nói chân thực và rộng rãi nhất của các tầng lớp nhân dân. Cũng vì lẽ đó mà đa phần các phong trào lớn của trung ương hay tỉnh đưa ra đều thông qua hiệu triệu phát động của mặt trận. Cho nên khi đảng và nhà nước đề ra bất kỳ chủ trương nào thí điểm hướng tới nhất thể hóa ở cơ sở, thì vai trò giám sát và tiếng nói phản biện của mặt trận lại càng trở nên quan trọng. Giai đoạn này đó, thì có hai vấn đề lớn mà mặt trận mà làm được thì nó sẽ bật hết. Nó bật ra mấy cái nhỏ nhỏ kia nó hết. Cụ thể đó, là vai trò mặt trận phải là vai trò giám sát, mà cái đó điều lệ của mặt trận có nêu, hiến pháp cũng có nêu. Thứ hai đó là phản biện. Mà hai cái điều giám sát được, phản biện được, thì như vậy vai trò mặt trận nó nổi dữ lắm. Nếu mình làm có kết quả sự việc, thì nó kết quả cái chung là cái đoàn kết dân tộc. Các cái đường lối chủ trương của đảng, nhất là những cái văn bản luật sửa đổi, cũng như là các cái văn kiện có liên quan, thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp làm nhịp cầu nối để cho bà con hiểu được, cũng như là qua đó thì bà con nắm được là cái chủ trương đường lối của nhà nước, đồng thời là tạo điều kiện cho nhân dân gần gũi và có cái điều kiện là giao tiếp trao đổi với các cấp chính quyền trong những cái đợt mà tiếp xúc cử tri, thì phát huy được cái tính dân chủ, rồi đồng thời là người dân có cái những cái ý kiến, những kiến nghị cũng như là những bức xúc được bày tỏ ra với các cơ quan cấp trên, thì từ đó là nhân dân cũng đồng tình ủng hộ. Mỗi khi mà có những cái công việc gì mà cần đến sức dân hoặc là công và của, thì nhân dân hết sức là đồng tình và ủng hộ đối với những cái công cuộc mà vận động của Mặt trận Tổ quốc đề ra. Xuất phát từ thực tế trên, mới đây, Bộ Chính trị ban hành quyết định số 217 và 218 quy định quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Bên cạnh tổ chức triển khai quán triệt các quyết định này đến các địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh cũng đang có kế hoạch cụ thể để thực hiện trong thời gian tới. Mới đây nhất, Mặt trận đã tổ chức giám sát tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn tỉnh. Năm 2014 và 2015 thì coi như đó là tập trung cho cái giám sát cái thực hiện cái chính sách an sinh xã hội cũng như đó là chính sách người có công với nước. Và đồng thời đó là coi như là thực hiện tốt cái việc là giám sát là thi công những cái công trình cơ sở hạ tầng của các cái xã nông thôn mới. Đây là một trong những cái phương thức mà trong cái giám sát từ cái cơ sở đó mà có cái phản biện đối với chính quyền của các cấp để nhằm làm sao phát huy tốt cái vai trò của mình, nhất là trong cái vấn đề phát huy dân chủ thật sự là ở địa phương, ở cơ sở hiện nay. Đồng thời đó thì thực hiện cái công tác tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của mặt trận và các đoàn thể cũng như nhân dân
để góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Trong cái tình hình này đó thì coi như đó là vai trò của mặt trận cần phải được nâng cao. Chức năng giám sát phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc không phải chỉ nêu ra mới đây mà do từ lâu chưa thực sự được phát huy đúng mức. Thực tiễn cho thấy khi công tác này được quan tâm chú trọng ở các cấp thì chủ trương chính sách được đề ra mới sát hợp với thực tiễn, thực sự đi vào đời sống. Lòng tin của dân với đảng, với chính quyền, tổ chức mặt trận được nâng lên sẽ góp phần phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc trong việc xây dựng tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận của nhân dân. Tiếp theo là thông tin tổng hợp phản ánh việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân hướng đến kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam tại các địa phương trong tỉnh. Đến dự ngày hội được tổ chức ở ấp Bình Thành, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm có ông Đỗ Quang Quynh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ngoài ôn lại truyền thống 84 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đại biểu tham dự cũng rất phấn khởi trước những kết quả đạt được của địa phương trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bộ mặt nông thôn tiếp tục khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà cho 5 gia đình nghèo, gia đình chính sách của ấp. Ủy ban nhân dân xã cũng đã khen thưởng cho các gia đình văn hóa tiêu biểu và ấp tổ chức mừng thọ cho các cụ ông, cụ bà. Tại ấp Phước Lợi A, xã Long Phước, địa phương được huyện Long Hồ và tỉnh chọn làm điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, bà Quỳnh Kim Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo huyện tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng nhà văn hóa thể thao ấp Phước Lợi A, được xây dựng trên diện tích hơn 1.400 m², gồm hội trường 80 chỗ ngồi, phòng sinh hoạt đoàn thể, phòng đọc sách, văn phòng và sân thể thao, chi phí xây dựng hơn 2,7 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa của người dân, giúp địa phương đạt chuẩn xã nông thôn mới. Chiều nay, khóm 6 phường 2 thành phố Vĩnh Long cũng đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư. Đại biểu và nhân dân trong khóm được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho ngày hội. Dịp này, khóm đã công nhận 274 gia đình đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liền và khen thưởng 3 tập thể, 35 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực ở khu dân cư. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vĩnh Long, ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư được tổ chức ở tất cả 58 khóm ấp trên địa bàn thành phố, bắt đầu từ ngày 10 và kết thúc chậm nhất là vào ngày 17 tháng 11. Sáng nay, Hội Cựu giáo chức tỉnh Vĩnh Long và nhóm sáng tạo trẻ trường Cao đẳng Bến Tre tổ chức hội thảo giao lưu cẩm nang giảng dạy cấp liên tỉnh Vĩnh Long Bến Tre. Đây là hoạt động nhằm thực hiện dự án đạt giải trong cuộc thi sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam VACI 2013, tăng cường dạy chữ, dạy người cho học sinh sinh viên, hỗ trợ giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới tổ chức. Dự án tăng cường dạy chữ, dạy người cho học sinh sinh viên, hỗ trợ giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre được thực hiện tại 25 trường của tỉnh Vĩnh Long và 5 trường của tỉnh Bến Tre. Mục tiêu của dự án là đưa ra mô hình hoạt động giáo dục đạo đức, giáo dục liêm chính và giáo dục phòng chống tham nhũng mới theo phương châm dạy chữ, dạy người, bổ sung tài liệu tham khảo giáo dục đạo đức trong nhà trường bằng cuốn cẩm nang giảng dạy về giáo dục đạo đức. Tại hội thảo, các đại biểu đã góp nhiều ý kiến cho quyển cẩm nang giảng dạy và mong muốn dự án được mở rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đồng thời đề xuất Vĩnh Long nên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về dạy chữ, dạy người. Hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, sáng nay, khối thi đua 10 của tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc hội thao. Tham gia hội thao năm nay có gần 250 lượt vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các doanh nghiệp trong khối thi đua 10, thi đấu các môn bóng bàn, quần vợt, cầu lông, bóng đá mini và kéo co. Đây là hội thao truyền thống hàng năm do các doanh nghiệp trong khối luân phiên đăng cai tổ chức, nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác chuyên môn. Qua hội thao, những vận động viên xuất sắc sẽ được chọn tham dự hội thao do Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức trong thời gian tới. Huyện Vũng Liêm cũng vừa tổ chức khai mạc giải vô địch bóng chuyền năm 2014 với sự tham dự của 22 đội với hơn 240 vận động viên của 20 xã thị trấn và ngành huyện. Đây là một trong các hoạt động hướng đến kỷ niệm 74 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, kỷ niệm 92 năm ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Ngoài giải vô địch bóng chuyền, huyện Vũng Liêm còn tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ thể thao khác như tổ chức giao lưu môn thể dục dưỡng sinh, văn nghệ và khánh thành các công trình giao thông tại các xã Hiếu Phụng và Thanh Bình.
Làm thế nào để hàng nông sản Việt Nam đáp ứng được kỳ vọng của người tiêu dùng Nhật Bản và vấn đề áp dụng hiệu quả công nghệ Nhật Bản vào điều kiện sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam là nội dung buổi hội thảo phát triển thị trường nông sản Việt Nam và Nhật Bản, nông sản Việt Nam với công nghệ Nhật Bản được tổ chức chiều hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu trái cây, rau quả của Việt Nam sang Nhật Bản có mức tăng trưởng nhanh và ổn định trong những năm gần đây, với kim ngạch tăng từ 10 đến 30% một năm. Năm 2013, giá trị nhóm hàng rau quả xuất sang Nhật đạt trên 61 triệu đô la Mỹ và mục tiêu đạt 77 triệu đô la Mỹ vào năm 2015. Nhật Bản cũng là thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ ba của Việt Nam. Tuy nhiên, đây vẫn là những con số rất khiêm tốn so với tiềm năng tiêu thụ nông sản của người Nhật Bản. Hiện công nghệ sản xuất chế biến nông sản của Việt Nam vẫn còn khá lạc hậu, nên chủ yếu xuất khẩu thô, hạn chế rất nhiều giá trị sản phẩm. Từ đó, khó đáp ứng những tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã và an toàn thực phẩm của người Nhật Bản. Hiện nay hợp tác Việt-Nhật trong sản xuất nông nghiệp đang diễn ra khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu không giải quyết được những hạn chế của nền nông nghiệp Việt Nam, thì sẽ khó hấp thụ hiệu quả nhất các công nghệ này để nâng cao giá trị nông sản Việt và mở rộng cánh cửa xuất khẩu nông sản vào thị trường tiềm năng này. Thiếu cán bộ trẻ có năng lực là thực trạng chung của các xã vùng sâu vùng xa, biên giới khó khăn của các tỉnh biên giới phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Từ sau thành công của dự án 600 tri thức trẻ về làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo thì đề án đưa 500 tri thức trẻ tình nguyện về làm cán bộ chuyên môn tại các xã khó khăn đang hứa hẹn sẽ tạo nên sức bật mới cho địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Dự kiến sau khi trúng tuyển bắt đầu từ tháng 11 năm 2014, các trí thức trẻ sẽ được bồi dưỡng đưa về các xã tham gia công tác, theo dõi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác. Từ đó, nhằm tăng cường lực lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức các xã khó khăn, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thông qua các hoạt động phát triển kinh tế xã hội ở xã, nhằm tạo cơ hội điều kiện để trí thức trẻ phấn đấu rèn luyện và trưởng thành, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cơ sở, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Ở Việt Nam, cứ mỗi ngày tai nạn giao thông lại cướp đi sinh mạng của hơn 20 người và làm cho gần 70 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời, để lại gánh nặng cho gia đình và xã hội. Riêng 10 tháng đầu năm 2014, đã xảy ra hơn 3.400 vụ tai nạn giao thông, khiến 581 người chết và gần 3.200 người bị thương. Cho dù tai nạn giao thông năm nay giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn còn đó những nỗi đau rất lớn khi hàng trăm gia đình mất người thân, hàng ngàn người tàn phế. Trong các vụ tai nạn giao thông thì nguyên nhân chủ quan ở phía người tham gia giao thông đang chiếm tỷ lệ rất lớn. Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông diễn ra ở Việt Nam tại nhiều địa phương trong cả nước đã có nhiều hoạt động hưởng ứng như thăm tặng quà các nạn nhân bị tai nạn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành luật giao thông. Nhìn lại nỗi đau do tai nạn giao thông gây ra cũng là cách để nhắc nhở mọi người hãy chấp hành nghiêm luật giao thông khi tham gia giao thông. Đó vừa là ý thức, vừa là văn hóa giao thông và là biện pháp hiệu quả để những nỗi đau do tai nạn giao thông giảm bớt. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Tiếp theo là phần tin thế giới với những nội dung chính như sau. Hội nghị cấp cao nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 bế mạc tại Australia với tuyên bố chung khẳng định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tổng thống Nga cho rằng vẫn còn cơ hội giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine giữa lúc tình hình tại miền đông nước này đang tiếp tục xấu đi. Chiều nay, hội nghị cấp cao nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã kết thúc sau 2 ngày nhóm họp tại thành phố Brisbane, bang Queensland của Australia. Tuyên bố chung của hội nghị cho biết các nhà lãnh đạo G20 đã thông qua gói các biện pháp giúp nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu thêm 2,1% trong vòng 5 năm tới, từ đó tạo ra hàng triệu việc làm mới. Tiến độ triển khai các biện pháp trên sẽ được Quỹ Tiền tệ Quốc tế cùng Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế giám sát. Cũng theo tuyên bố chung, G20 nhất trí thúc đẩy các biện pháp chống trốn thuế và thiết lập hệ thống các quy định về ngân hàng chặt chẽ hơn để tránh tái diễn cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. G20 đồng thời thông qua sáng kiến cơ sở hạ tầng toàn cầu, đặt mục tiêu giảm chênh lệch lao động nam nữ xuống 25% vào năm 2025, nhất trí kế hoạch hành động chống tham nhũng, tăng cường sức mạnh của các tổ chức tài chính toàn cầu. Các nhà lãnh đạo G20 cũng ủng hộ những biện pháp mạnh mẽ và hiệu quả nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi hội nghị bế mạc, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết các thành viên G20 tin tưởng rằng nếu cùng nhau hợp tác, họ có thể thực hiện các mục tiêu đề ra.
Tình hình tại miền đông Ukraine trong tuần qua tiếp tục xấu đi khi quân đội chính phủ và lực lượng đòi độc lập thực hiện nhiều vụ pháo kích lẫn nhau bất chấp lệnh ngừng bắn đã ký kết. Song, hôm nay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lạc quan rằng vẫn còn một cơ hội tốt để giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia Đông Âu này. Phát biểu trong một cuộc họp báo bên lề hội nghị cấp cao nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định: theo tôi, vẫn còn cơ hội để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Những kết quả mà các bên xung đột đã đạt được cho đến nay sẽ giúp các bên giải quyết cuộc khủng hoảng tốt hơn. Nên nhớ một điều rằng lợi ích của người dân Ukraine phải là ưu tiên hàng đầu. Người đứng đầu nước Nga cũng tái khẳng định các lệnh trừng phạt của phương Tây không chỉ làm tổn thương Moscow mà còn ảnh hưởng đến những nước thực thi chúng. Nhận định về việc chính phủ Ukraine hôm qua tuyên bố cắt đứt quan hệ kinh tế và chấm dứt chi trả các dịch vụ công đối với khu vực miền Đông do lực lượng đòi liên bang hóa kiểm soát, Tổng thống Nga cho rằng đây là một quyết định sai lầm. Đồng thời bày tỏ hy vọng Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ thay đổi quyết định của mình dựa trên tình hình thực tế. Bên lề hội nghị cấp cao G20, các nhà lãnh đạo Mỹ, Australia và Nhật Bản hôm nay đã tiến hành cuộc hội đàm ba bên lần đầu tiên kể từ năm 2007 nhằm củng cố hợp tác an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Australia Tony Abbott và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi giải quyết hòa bình những tranh chấp trên biển theo luật pháp quốc tế, đồng thời hối thúc bảo đảm tự do hàng hải và hàng không trên các vùng biển có tranh chấp. Tuyên bố chung cũng cho biết lãnh đạo ba nước đã cam kết làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác an ninh, khẳng định quan hệ đối tác Mỹ-Australia-Nhật Bản nhằm đảm bảo một tương lai hòa bình ổn định trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh mối quan hệ đối tác này dựa trên nhiều nền tảng, trong đó có cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp. Liên minh quốc tế đang giành thắng lợi trong cuộc chiến chống tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey đã đưa ra nhận định trên trong chuyến công du Iraq lần đầu tiên kể từ khi Washington phát động chiến dịch chống lực lượng cực đoan này. Ông Martin Dempsey khẳng định sự hỗ trợ của các lực lượng Mỹ đã kéo Iraq khỏi một vực thẳm. Vị tướng này cũng nhấn mạnh các tay súng IS hoạt động dưới một hệ tư tưởng rất cực đoan và một mình Washington là không đủ để đánh bại chúng. Theo ông Dempsey, cuộc chiến chống IS sẽ phải mất vài năm và phụ thuộc vào việc chính phủ Iraq có xây dựng được lòng tin giữa người Sunni và người Shia hay không. Liên quan đến cuộc chiến chống IS, trong một tuyên bố được đưa ra bên lề hội nghị cấp cao nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 ở Australia, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bác bỏ mọi khả năng hợp tác với Tổng thống Syria Bashar al-Assad để đối phó với IS. Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng giới lãnh đạo Syria đã đánh mất tính hợp pháp với người dân của mình và việc hợp tác với ông al-Assad sẽ làm suy yếu liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin vắn đáng chú ý. Chiều nay, cử tri Romani đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2. Đương kim thủ tướng Romani Victor Ponta được dự đoán sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Trước đó, ông Ponta đã dẫn đầu cuộc bầu cử vòng 1 hôm 2 tháng 11 vừa qua với 40% số phiếu ủng hộ, vượt qua ứng cử viên về nhì là chính khách Klaus Iohannis, người chỉ giành được 30% số phiếu bầu. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào chiếc xe chở một nữ nghị sĩ Afghanistan tại thủ đô Kabul vào chiều nay. Kẻ tấn công đã lái chiếc xe có cài chất nổ đâm vào xe chở nghị sĩ Sukura Barakzai. Bà Barakzai, người nổi tiếng với các hoạt động đấu tranh vì quyền phụ nữ, đã bị thương sau vụ tấn công. Đêm qua giờ Việt Nam, đã xảy ra vụ rò rỉ một loại hóa chất độc hại dùng để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật tại nhà máy hóa chất Dung Bông ở bang Texas của Mỹ. Theo giới chức địa phương, hóa chất bị rò rỉ trong 2 giờ đồng hồ khiến 4 nhân viên của nhà máy này thiệt mạng. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.